Em biết điều khiển đó. Thằng nào nghĩ em ra em chạy thế chừng 3 tháng rồi sao? Anh có làm được cái này không? Được. Như vậy thì anh đầu tư bao nhiêu để mua được cái máy này? Cái vàng này khoảng 15 triệu. Chỉ riêng một cái máy vàng này anh thấy nhiều đầu máy không? Khoảng 15 triệu. Riêng này thôi. Ai là người bảo quản tất cả những cái vấn đề là maintenance cái máy này? Ở trong hãng em có hai người, nhưng mà ở ngoài của công ty này á thì cái hiệu này của Nhật, máy của Nhật thì nó cũng của nó. Thì khi mình hư nặng á, thì mình phải kêu tụi nó vô. Hư nhẹ nhẹ thì mình dọc được, bớt tốn tiền sửa. Một năm mà sửa lần này thôi á là cũng cỡ 200.000 á, tiền bảo trì nó. Thưa anh Kiệt, cái máy này thì mấy cái hãng tiện bên Việt Nam, Đài Loan họ có mấy cái máy này không thưa anh? Đài Loan thì em nghĩ chắc có, mà Việt Nam thì em nghĩ chưa đâu. Tại vì cái kỹ nghệ này thuộc về cao cấp hàng của Mỹ á. Mỹ nó chỉ cho xuất cảng những cái máy mà trên 5 năm đời cũ thôi. Còn những cái này phải chính phủ Mỹ phải cho phép mới chuyển về bệnh mới được. Nó không phải tất cả những cái này là đều gọi là custom technology, tức là thế khi lúc mà anh mua cái hàng này thì em có gặp mua cái máy này có gặp gì khó khăn không? Ở đây á, chính phủ phải coi hết cái lý lịch. Mấy xưa anh là người sao nó tin anh, vấn đề mà bản quyền rồi đó thì em nó audit hoài à. Mình không phải có cái nguy tính về cái đó. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua hàng tiền KNT, và chắc là quý vị thấy ngày nay với cái công nghệ cao cấp như anh Ngô Tuấn Kiệt đã chia sẻ với chúng tôi, và đây là một trong những cái máy mà có thể nói rằng khó có một cái công ty nào có thể có cái máy như vậy. Tôi thấy một dãy dài những cái máy như vậy, thì là cái máy này nó có cái tác dụng gì anh? Những cái máy này cũng là tiện, nhưng mà mỗi một cái món đồ á, nó có cái công thức làm cho đúng máy. Thì lẹ thì ăn tiền thôi. Thì em đa số là em mua hiệu mà Nhật không à. Tốn tiền nhiều nhưng mà nó bền, mà kino. Nhưng mà hồi nhỏ anh Tuấn Kiệt rằng bây giờ thì cái kỹ thuật công nghệ cũng của Trung Quốc cũng cao. Anh ở đây xài máy Trung Quốc nhiều không? Không bao giờ. Đài Loan em cũng không luôn. Tại vì khách hàng của em á, nó khó lắm, nó muốn em xài đồ xịn không mà. Trong kỹ nghệ high-tech chip di mạch á, thì thời xưa năm 1990 trước đó, đó, những thập niên đó mình làm cái loại wafer nó là nhỏ 200mm. Thì cái con chip của nó đó bỏ vào điện thoại hay này trên cái máy computer của mình. Đến thời nay á, khoảng năm 2008, kỹ nghệ của Mỹ nó design được cái 300mm. 19 năm nay mình vẫn xài để xem, nhưng mà cái kỹ nghệ mà em biết được á, em đã design cái 400mm lâu rồi mà chưa có ra thị trường. Cái đó chưa có ra thị trường, nó gọi là còn bí mật. Thì đó, thì kỹ nghệ làm chip là gì nè, tất cả mọi thứ nhân loại á, mình phải dùng gọi là miếng bánh tráng đen này. Mình đang là 300mm. Xe đồ á, nó còn vẫn còn xài 200. Cái này là 20 mấy năm về trước em đã làm cái này rồi. Thì cho nên anh thấy mấy cái này là nó tròn tròn á, là nó vô nó chạy với mạch lên đây nè. Nó deposition mấy cái mạch điện lên trên. Cái công ty của anh gắn liền với cái này như thế nào? Em là cái stage đầu tiên, cái foundation của cái kỹ nghệ chip. Thì tất cả những cái hãng mà muốn chế tạo ra chip á là phải dùng những cái đồ của em tiện, rồi nó nấu ra rồi nó chạy, rồi bắt đầu nó mới lên cho những cái công ty khác, rồi nó mới chạy mạch điện lên. Thế hiện nay trên thương trường thì công ty của anh liên hệ với bao nhiêu quốc gia trên thế giới và bao nhiêu công ty trên thế giới này thưa anh? Tất cả những cái đồ mà làm ở đây trên hãng này á, thì những cái hãng nào như TMC, UMC, Intel, Samsung, những cái hãng mà chế tạo ra chip á, đều có trong cái điện thoại á, là cũng có phần của cái hãng này làm trong đó. Boeing hay là của Aerospace đều có. Thế thì ngoài những cái sinh hoạt ở của anh ở tại ngay hãng KNT này, thì anh có giao dịch đi ra ngoài, đi họp, đi tham quan, đi mấy cái seminar với tất cả những cái quốc gia trên thế giới này không? Dạ có. Nhưng mà thường thì em đi, em mỗi lần em đi họp mà gọi là
chủ CEO có mình em Việt Nam à duy nhất. Đến bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi qua công ty KNT, đây là một trong những phòng mà theo anh Ngô Tuấn Kiệt cho chúng tôi biết là phòng Inspector. Chắc quý vị biết Inspector là thanh tra, kiểm tra. À, nếu quý vị có điều kiện thì cùng với chúng tôi theo dõi một vài sự kiện ở trong cái phòng Inspector này. Chào anh, chúng tôi đến từ Little Sài Gòn TV ở tại miền Nam California. À, xin được hân hạnh được gặp anh. Xin lỗi anh tên gì? Dạ, tôi là Tân. Anh Tân. Tân Lâm. Dạ. Anh involved với công ty KNT này bao lâu rồi? Cũng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Tự nhiên biết KNT này đi vào làm? Thì cũng người này giới thiệu, người kia giới thiệu thôi. Dạ. Cũng trong cái ngày này cũng đa số là cũng quen biết nhau hết. Dạ. Dạ. Thế anh chia sẻ công việc của anh hàng ngày ở công ty này như thế nào? Thì hàng ngày của tôi là tôi phải viết program. Tất cả những cái máy ở đây để nó kiểm tra hết mấy cái kích thước rồi đó. Cho nó đầy đúng chất lượng của bản vẽ. Dạ. Dạ. Thưa anh, lại nhiên rất nhiều người Việt chúng ta làm cái công nghệ là machine shop này rất nhiều. Dạ. À, qua cái phòng này lần đầu tiên chúng tôi có mặt ở đây thì anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi, họ rất muốn biết về những cái thành quả của người Việt ở đây. Nếu anh có một cơ khoảng độ 30 second để anh nói về công ty KNT của anh thì anh nói cái gì? Ở chỗ này làm thì coi như cũng là rất là comfortable. Dạ, dễ chịu. Dạ, anh Kiệt thì rất là dễ chịu, thành ra làm việc công việc nó cũng trôi chảy. Nói về high tech thì những cái máy này đó là thuộc về hạng cao nhất rồi đó. Những cái máy là của Đức, nó rất là chính xác. Nó có thể chất cái cọng tóc của mình gấp nhỏ hơn cọng tóc mình cả 20 lần. Là nó cứ tìm ra luôn. Dạ. Cái điều này có nghĩa rằng là chúng ta cũng có thể ngẩng đầu lên với tất cả những cái công ty ngoại quốc khác ở đây không thưa anh Tân? Có, mình có thể ngẩng đầu lên được, vì ở đây mình có thể làm đầu cho tăng làm đầu cho tụi SpaceX. Yeah. Những cái món đồ nó bắn lên không gian thì nó cũng rất là kỹ thuật, nó cũng rất là cao. Cảm ơn anh Tân đã chia sẻ với khán thính giả chúng tôi hôm nay. Nhưng có một điều chúng tôi muốn hỏi anh là anh nghĩ anh có hài lòng với những gì mà anh có ngày hôm nay ở trên cái đất Mỹ này không? Tôi nghĩ thì giàu thì không giàu, nhưng mà nghèo thì mình không nghèo. Nhưng mà kêu bằng lớn thuyền lớn sóng, nhưng mà làm ở đây thì tôi feel comfortable ở đây. Yeah. Thưa quý vị, đó là hình ảnh của một vài công nhân người Mỹ gốc Việt làm với công ty KNT. Họ nói ngắn gọn là it's comfortable, dễ chịu. Và đó là những gì ao ước của 45 năm sau khi chúng ta rời quê hương đến định cư tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Và chúng ta có quyền hạnh diện với những gì hiện nay chúng ta đang phục vụ cho quê hương thứ hai của chúng ta, đó là Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, sau năm 1975, phần lớn những người Việt ra đi, có thể nói họ được đào tạo tại các trường đại học, cũng giống như tất cả các trường kỹ thuật ở khắp nơi tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì ngành công nghiệp machine shop là một trong những cái công nghệ mà có thể nói rằng người Việt chúng ta nắm đa số. Và hình như người Việt chúng ta có rất nhiều gọi là cái khả năng thiên bẩm mà chúng ta có thể làm cái công việc này. Điều đó chúng ta nhìn nhận rằng bao nhiêu mồ hôi xương máu của những người đi trước đã đổ xuống. Và ngày hôm nay thì chúng ta có được một cái xã hội tương đối có thể nói đời sống an toàn cho chúng ta tại Hoa Kỳ. Trước mặt chúng tôi là một trong những phòng có tên gọi là cleaning room. Đây là một trong những phòng mà muốn vào trong đó thì về chúng ta phải có y phục và có thể nói kiểm soát rất gắt gao. À, và đến bây giờ thì anh Ngô Tuấn Kiệt cho biết rằng chưa có một cái hãng công nghệ nào và về tiện lại có một cái phòng cleaning room như phòng của anh. Thưa anh, cái phòng này thì xây dựng dựa vào cái nguyên tắc nào thưa anh Ngô Tuấn Kiệt? Trên nguyên tắc là khi những cái món đồ ở đây mình làm ra nó có dính dầu nhớt á, mình mà đem vô một cái nhà máy nó rửa sạch sẽ, sẽ xong vô trong này á, nó clean room này là không có một hạt bụi nào trong đó hết. Lúc đó mình mới gắn mấy cái đồ điện tử vô, gọi là assembly. Cái hãng này á, nó hãng tiện chứ nó không tiện. Nó vừa có assembly, vừa tiện luôn. Tự em làm, tự em gắn vô luôn. Hi and love. Yeah. Yeah, we'll be here today and yeah. We want to ask you, what kinds of difficult? Yeah. Every single day you have to deal. Well, you know, working here is challenging. You know, it's manufacturing. There's a lot of stuff to be done every day. You know, there's a lot of daily goals we have to meet and weekly goal and monthly goal. So the biggest challenge would be do you know which job is the priorities? You know, sometimes in a shop, daily shop, we might constantly deal with 500 jobs.